Kính chào quý vị và các đồng chí đang theo dõi chương trình truyền hình Quân khu 7. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin chuyển đến quý vị và các đồng chí những nội dung chính sau đây. Quân khu 7 tổng kết công tác quốc phòng địa phương. Phát huy tinh thần tuổi trẻ sáng tạo. Sức lan tỏa của mô hình chi đoàn 4 tốt 1 nghiêm. Sau đây, kính mời quý vị và các đồng chí theo dõi chương trình. Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26 tháng 3 năm 1931, 26 tháng 3 năm 2021 và tuyên dương cán bộ đoàn xuất sắc giai đoạn 2016-2020 và gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân năm 2020. Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam chủ trì buổi lễ. Buổi lễ nhằm tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ chiến sĩ toàn quân về truyền thống dày dang của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, những thành tích xuất sắc của tổ chức đoàn và cán bộ đoàn viên thanh niên trong quân đội. Đại tướng Lương Cường và Thượng tướng Trần Đơn, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã tặng bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cho 10 gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân năm 2020. Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam tặng bằng khen cho 18 gương mặt trẻ triển vọng toàn quân năm 2020. Và 90 cán bộ đoàn, cán bộ đảm nhiệm công tác thanh niên có thành tích xuất sắc giai đoạn 2016-2020. Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tổ chức hội nghị tổng kết công tác quốc phòng địa phương, công tác xây dựng hoạt động của Ban chỉ đạo quân khu về phòng thủ và khu vực phòng thủ năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021. Thiếu tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu chủ trì hội nghị. Trung tướng Trần Hoài Trung, Bí thư Đảng ủy Chính ủy Quân khu và Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu dự hội nghị. Năm 2020, công tác quốc phòng địa phương, xây dựng và hoạt động khu vực phòng thủ được Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu cùng cấp ủy chính quyền các địa phương, Ban chỉ đạo khu vực phòng thủ các cấp quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả. Nhiều mô hình hay, cách làm mới, sáng tạo của quân khu và các địa phương đã được vận dụng phù hợp và đạt hiệu quả thiết thực. Tiềm lực trong khu vực phòng thủ thường xuyên được củng cố, xây dựng, giữ vững, góp phần ổn định đời sống chính trị, tinh thần cho các tầng lớp nhân dân và cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang quân khu, từ đó củng cố thế trận lòng dân trong khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc. Năm 2021, tiếp tục nâng cao năng lực của cơ quan quân sự địa phương các cấp trong việc phối hợp với ban ngành đoàn thể, tổ chức chính trị địa phương nhằm tham mưu cấp ủy chính quyền về công tác quốc phòng địa phương, nghiên cứu các nội dung diễn tập khu vực phòng thủ sát với đặc điểm tình hình từng địa bàn, chủ động công tác nắm tình hình, thường xuyên phối hợp tuần tra, kiểm soát chặt chẽ và hỗ trợ các chốt kiểm soát dịch COVID-19 tuyến biên giới, thực hiện đúng quy chế đã ký kết giữa Thường vụ Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu với Thành ủy, Tỉnh ủy trên địa bàn quân khu, góp phần giữ vững địa bàn quân khu 7, phát triển kinh tế và phòng chống dịch hiệu quả. Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh Quân khu 7 tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2020, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2021. Thiếu tướng Đặng Văn Hùng, Phó Tư lệnh Tham mưu trưởng Quân khu 7, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh Quân khu chủ trì hội nghị. Năm 2020, Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh Quân khu 7 đã thực hiện tốt 10 nội dung trọng tâm và 5 biện pháp chủ yếu gồm tiếp tục quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về công tác quân sự quốc phòng và giáo dục quốc phòng an ninh, tập trung bồi dưỡng giảng dạy giáo dục quốc phòng và an ninh cho các đối tượng đạt kết quả cao. Các địa phương tập trung tuyên truyền về nhiệm vụ quốc phòng an ninh trên phương tiện thông tin đại chúng và kết hợp phổ biến kiến thức quốc phòng an ninh trong hoạt động của các đoàn thể, các lễ hội. Năm 2021, Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh Quân khu 7 tiếp tục quán triệt sâu sắc chỉ thị số 12 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục quốc phòng và an ninh. Luật Giáo dục Quốc phòng và An ninh và hệ thống văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến toàn thể các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn. Một trong những
nhiều hoạt động sôi nổi của tháng thanh niên chính là phong trào tuổi trẻ sáng tạo đang được đẩy mạnh trong lực lượng vũ trang quân khu. Nhiều công trình khoa học sáng kiến cải tiến kỹ thuật được ứng dụng trong các lĩnh vực đã khẳng định sức sáng tạo, khả năng làm chủ khoa học công nghệ của cán bộ sĩ quan trẻ quân khu 7. Trong thời gian qua, cả thế giới đã và đang chịu những ảnh hưởng nặng nề của dịch COVID-19. Để khắc phục và phòng chống dịch bệnh hiệu quả, các cơ quan, đơn vị và cá nhân trong và ngoài quân đội đã có nhiều sáng kiến hiệu quả, chung tay đẩy lùi dịch bệnh. Với phương châm, mỗi cán bộ chiến sĩ là những người tiên phong trên mặt trận phòng chống dịch bệnh, lực lượng vũ trang thành phố Thủ Đức, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh đã đẩy mạnh phong trào phát huy sáng kiến trong phòng chống dịch. Đại úy Nguyễn Trung Kiên, trợ lý quân khí, Ban Chỉ huy quân sự thành phố Thủ Đức đã bỏ nhiều công sức tâm huyết để hoàn thành sáng kiến đôi tay chiến sĩ robot diệt COVID-19. Sáng kiến hỗ trợ cho lực lượng ở tuyến đầu trong thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện được khử khuẩn theo đúng quy trình. Dưới lời kêu gọi của Đảng, Nhà nước, mỗi người dân là một chiến sĩ trên cái mặt trận phòng chống dịch bệnh COVID-19. Thì bản thân tôi mới suy nghĩ ra một cái sáng kiến và tôi đặt tên nó là đôi tay chiến sĩ robot diệt COVID-19. Thông qua cái tên sáng kiến, tôi muốn gửi đến nhân dân thành phố nói riêng và nhân dân cả nước nói chung, cán bộ, chiến sĩ, lực lượng vũ trang thành phố sẽ nỗ lực hết mình đem tất cả tinh thần, trí tuệ, sức trẻ, lòng nhiệt huyết, tài năng và sự sáng tạo để cùng nhân dân cả nước đấu tranh thắng lợi trên mặt trận phòng chống dịch bệnh COVID-19. Sáng kiến đôi tay chiến sĩ robot diệt COVID-19 đã thử nghiệm thành công và ứng dụng thực tế tại đơn vị từ tháng 4 năm 2020. Có thể nhân rộng áp dụng tại các đơn vị trong toàn quân và các khu cách ly tập trung. Về mặt quốc phòng, nâng cao khả năng phun khử khuẩn tại các đơn vị và các khu cách ly tập trung, đáp ứng được yêu cầu cấp bách trước tình hình dịch. Trong cái thời gian vừa qua, thì Đảng ủy, Ban Chỉ huy quân sự thành phố Thủ Đức rất quan tâm, đầu tư cả về vật chất, tinh thần, động viên cán bộ chiến sĩ, đặc biệt là đồng chí Kiên. Trong cái sáng kiến mà bàn tay chiến sĩ diệt COVID-19, sáng kiến bàn tay chiến sĩ diệt COVID-19 ra đời là một sản phẩm trí tuệ được vận dụng trong thời gian vừa qua ở địa bàn rất hiệu quả. Trong gian phòng nhỏ của ban vật chất trường quân sự quân khu 7, Trung úy chuyên nghiệp Nguyễn Mạnh Nam đang say sưa với những mô hình học cụ của mình. Từ niềm đam mê nghiên cứu sáng tạo, Nam đã chế tạo ra nhiều loại mô hình học cụ huấn luyện thiết thực. Tiêu biểu là thiết bị bia bắn tập ngày đêm, ẩn hiện tự động dùng năng lượng mặt trời. Thực tế cho thấy trong quá trình huấn luyện bắn súng bộ binh, huấn luyện chiến thuật, hệ thống bia ẩn hiện vẫn sử dụng hệ thống cũ. Lực lượng học viên đông, việc xoay vòng đổi tập còn nhiều bất cập. Hệ thống đèn nhấp nháy, chớp tắt ban đêm phải bố trí nhiều công đoạn và sử dụng lưới điện 220V. Với sáng kiến, thiết bị bia bắn tập ngày đêm ẩn hiện tự động dùng năng lượng mặt trời đã phần nào khắc phục và đảm bảo tốt cho nhiệm vụ huấn luyện của nhà trường. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, bảo đảm nhiệm vụ huấn luyện và cũng các thực hiện các bài bắn cho các đối tượng trong đơn vị, thì bản thân tôi thấy các hệ thống bia bảng bây giờ nó đang thực là thủ công, không có tính năng tự động. Thì từ đó sáng kiến thiết bị bia bắn tập ngày đêm ẩn hiện bằng năng lượng mặt trời ra đời. Sáng kiến được công nhận và được áp dụng ra về thực tế thì giải quyết được bài toán là thiết bị gọn gàng, di chuyển dễ, thì tôi thấy rất nhiều bài bắn được áp dụng, triển khai nhanh gọn, học viên chỉ cần bố trí ban đầu, còn lại sử dụng toàn bộ bằng công nghệ hiện đại, điều khiển từ xa. Đây chỉ là một trong nhiều sáng kiến đang được áp dụng trong huấn luyện, giáo dục, đào tạo của trường quân sự quân khu. Với sự quan tâm và trách nhiệm của ban giám hiệu nhà trường, phong trào phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật được phát triển mạnh mẽ, góp phần quan trọng nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo của nhà trường. Hội đồng khoa học nhà trường đã đánh giá rất cao tính khả thi và công năng của sáng kiến này. Đặc biệt khi đưa vào huấn luyện đã giải quyết được cái bài toán về thao trường, về tăng thời gian huấn luyện. Vì vậy, hiệu quả mang lại là rất khả quan, chất lượng huấn luyện kỹ thuật chiến đấu bộ binh được tăng lên rõ rệt. Đối với học viên được huấn luyện thực hành nhiều hơn, do vậy yếu lĩnh động tác thuần thục hơn, mang vác và thao tác dễ dàng hơn, bố trí sử dụng khá đơn giản nhờ chức năng tự động hóa của thiết bị.
Tuổi trẻ quân đội nói chung, tuổi trẻ lực lượng vũ trang quân khu 7 nói riêng luôn nhận thức rõ trong giai đoạn hiện nay muốn xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại thì vai trò của khoa học kỹ thuật và công nghệ quân sự vô cùng quan trọng. Đó là mấu chốt để phong trào tuổi trẻ sáng tạo trong quân đội ngày càng lan tỏa sâu rộng, góp phần đưa mục tiêu xây dựng quân đội tiến lên hiện đại vào năm 2030 như nghị quyết đại hội đảng lần thứ 13 đã xác định. Được triển khai thực hiện từ năm 2020 đến nay, mô hình chi đoàn 4 tốt 1 nghiêm đã khơi dậy tính xung kích thi đua học tập giỏi, chấp hành tốt kỷ luật của đoàn viên, thanh niên trong lực lượng vũ trang quân khu 7. Ở sư đoàn 5, mô hình này đang được thực hiện bằng nhiều cách làm thiết thực, hiệu quả, góp phần xây dựng đơn vị ngày càng vững mạnh. Buổi sinh hoạt chi đoàn cho Trung úy Mai Lê Tiến, chính trị viên phó, bí thư chi đoàn đại đội 10, tiểu đoàn 6, trung đoàn 5, sư đoàn 5, chủ trì tổ chức quán triệt các mô hình do quân khu và sư đoàn phát động, đồng thời triển khai thực hiện những công việc của mô hình chi đoàn 4 tốt 1 nghiêm trong tháng 3. Từng đoàn viên thanh niên đăng ký nội dung thi đua cụ thể, tập trung vào các hoạt động hướng tới kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26 tháng 3, thi đua huấn luyện giỏi, rèn luyện nghiêm, sẵn sàng chiến đấu cao, bảo vệ an toàn cho cuộc bầu cử Quốc hội khóa 15 và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ diễn ra trong tháng 5, cũng như lập nhiều thành tích nhân kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trên cơ sở kết quả thực hiện tốt mô hình chi đoàn 4 tốt 1 nghiêm, chi đoàn đại đội 10 đưa ra phương châm mỗi đoàn viên trong chi đoàn tốt là một thành tố để xây dựng chi đoàn ngày càng vững mạnh. Đối với thực hiện mô hình này thì tôi nhận thấy cái sự lan tỏa của mô hình hết sức là sâu rộng đến toàn thể cán bộ, đoàn viên thanh niên trong chi đoàn. Khi thực hiện các cái nội dung, chỉ tiêu mà chi đoàn xác định thì từng cán bộ, đoàn viên thanh niên luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện các nội dung chỉ tiêu đã xác định, đặc biệt là những nội dung đã đăng ký quyết tâm, là từng đoàn viên là luôn nêu cao tinh thần xung kích, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc các nội dung chỉ tiêu của phong trào, góp phần vào thực hiện tốt cái nhiệm vụ chung của đơn vị, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu. Để mô hình chi đoàn 4 tốt 1 nghiêm đạt hiệu quả cao, sư đoàn 5 đã có nhiều cách làm sáng tạo, cụ thể hóa thành những việc làm thiết thực như ngày Chủ nhật xanh, tổ tư vấn tâm lý, áp dụng nhiều sáng kiến phục vụ cho công tác tuyên truyền giáo dục đoàn viên thanh niên để phát huy tính xung kích sáng tạo, sức trẻ, góp phần cho hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Về mô hình chi đoàn 4 tốt 1 nghiêm, đối với tôi nhận rõ vị trí vai trò quan trọng của mô hình, tôi luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, tình đồng chí đồng đội trong đơn vị, ra sức học tập, nâng cao trình độ văn hóa, khoa học, kỹ thuật, quân sự để hoàn hành tốt mọi nhiệm vụ của cấp trên giao cho, chấp hành kỷ luật tốt của đơn vị và pháp luật của nhà nước, cố gắng ra sức phấn đấu để xây dựng đơn vị ngày càng vững mạnh toàn diện. Qua thực hiện mô hình chi đoàn 4 tốt 1 nghiêm, tôi nhận được cái tốt của mô hình là đoàn kết trong đơn vị, giúp anh em đồng chí đồng đội đoàn kết trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, rồi học tập, giúp tôi học tập chính trị cũng như là quân sự ngày càng để thực hiện quá trình thực hiện nhiệm vụ tại đơn vị ngày càng tốt hơn. Nội dung cụ thể của chi đoàn 4 tốt 1 nghiêm là đoàn kết tốt, học tập tốt, rèn luyện tốt, công tác tốt, kỷ luật nghiêm. Chính vì vậy, trong từng hoạt động của đơn vị, cán bộ và đoàn viên thanh niên đều nêu cao tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc nhất. Chúng tôi có dịp chứng kiến giờ giải lao trên thao trường sư đoàn 5. Dưới sự điều hành của bí thư chi đoàn, các hoạt động cổ động thao trường, sinh hoạt văn hóa chân nghệ diễn ra sôi nổi rộn ràng. Đây là món ăn tinh thần không thể thiếu sau những giờ huấn luyện chất giả. Đồng chí cán bộ chiến sĩ tiếp tục hăng say luyện tập, đoàn kết gắn bó, cùng nhau thi đua rèn luyện tốt, giành nhiều kết quả cao trong huấn luyện. Sự đoàn kết gắn bó giữa cán bộ chiến sĩ còn được thể hiện qua các hoạt động ngày nghỉ, giờ nghỉ. Đơn vị là nhà, đồng đội là anh em. Các chiến sĩ trẻ luôn nhiệt tình trách nhiệm, chăm sóc từng bông hoa thảm cỏ, làm đẹp cho ngôi nhà thứ hai của mình. Đây là một trong số 50 công trình thanh niên của tuổi trẻ sư đoàn 5. Chung sức đồng lòng cùng đơn vị xây dựng cảnh quan ngày càng xanh sạch đẹp. Tiểu đoàn 6 chúng tôi là đơn vị đủ quân, huấn luyện sẵn sàng chiến đấu. Trong đó thì có hơn 90% cán bộ chiến sĩ là đoàn viên thanh niên, nên nhận thức rõ được cái
tầm quan trọng của hoạt động đoàn và phong trào thanh niên, nên Đảng ủy, Ban chỉ huy tiểu đoàn đã luôn quan tâm lãnh đạo và tạo điều kiện tốt nhất để cho đoàn viên thanh niên xung kích thực hiện nhiệm vụ của đơn vị. Khi triển khai cái mô hình chi đoàn 4 tốt 1 nghiêm thì từ cái thực hiện cái mô hình này thì đã lan tỏa trong phạm vi toàn đơn vị, từ đó xây dựng được cái ý thức, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ đoàn viên thanh niên. Thì qua cái triển khai nội dung này, chúng tôi thấy rằng khi triển khai một cái mô hình, tuy rằng đó là cái mô hình của đoàn nhưng đòi hỏi phải có sự tập trung của công tác lãnh đạo, của lãnh đạo chỉ huy các cấp và phát huy tốt các cái vai trò của tất cả các tổ chức trong đơn vị thì mới có thể hoạt động hiệu quả được. Mô hình chi đoàn 4 tốt 1 nghiêm được quân khu chỉ đạo tổ chức thực hiện ở cấp chi đoàn trong toàn lực lượng vũ trang quân khu nhằm tiếp tục quán triệt và thực hiện có hiệu quả cuộc vận động, phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới, cụ thể hóa 5 chuẩn mực nội dung xứng danh bộ đội Cụ Hồ và các tiêu chí hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới. Chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, các đơn vị tổ chức sôi nổi các hoạt động thể thao, các trò chơi dân gian, tạo không khí vui tươi phấn khởi cho đoàn viên thanh niên. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tổ chức hội thi các trò chơi dân gian chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26 tháng 3 năm 1931, 26 tháng 3 năm 2021. Hội thi sôi nổi với các trò chơi như thi kéo co, thi bỏ bóng bàn vào rổ, thi đổ nước vào chai đã tạo không khí vui tươi phấn khởi cho đoàn viên thanh niên, qua đó tăng cường tình đoàn kết quân dân, góp phần xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh và các tổ chức đoàn ngày càng vững mạnh, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Trường Sĩ quan Kỹ thuật Quân sự tổ chức giao lưu thể dục thể thao gồm thi kéo co, vật tay, thi các môn quân sự phối hợp, tổ chức gặp mặt giao lưu văn nghệ, tọa đàm chia sẻ những kinh nghiệm trong tổ chức các hoạt động đoàn và phong trào thanh niên, giao lưu với các thành viên của Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 1, thông qua các hoạt động để tuyên truyền và phát huy tinh thần xung kích sáng tạo của đoàn viên thanh niên trong thực hiện nhiệm vụ. Dịp này, Ban giám hiệu nhà trường tặng cờ đơn vị xuất sắc công tác đoàn và phong trào thanh niên, danh hiệu gương mặt trẻ tiêu biểu năm 2020 và cán bộ đoàn xuất sắc tiêu biểu của Tổng cục Kỹ thuật cho một tập thể và 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh niên thời gian qua. Những tin tức sẽ có trong phần tiếp theo của chương trình. Đoàn Kinh tế Quốc phòng 778 tăng cường gắn kết với các đơn vị kết nghĩa. Hiệu quả mô hình trung đội dân quân thường trực khu công nghiệp. Hội cựu chiến binh thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị bàn giao nhiệm vụ chủ tịch Hội cựu chiến binh thành phố. Tham dự hội nghị có lãnh đạo các ban đảng thành ủy thành phố Hồ Chí Minh. Thực hiện quyết định của Trung ương Hội cựu chiến binh Việt Nam, Thiếu tướng Nguyễn Văn Chương tiến hành bàn giao nhiệm vụ chủ tịch Hội cựu chiến binh thành phố Hồ Chí Minh cho Thiếu tướng Nguyễn Minh Hoàng, nguyên Phó Chính ủy Quân khu 7. Thiếu tướng Nguyễn Minh Hoàng sinh năm 1960, quê quán thành phố Hồ Chí Minh, đồng chí là đại biểu Quốc hội khóa 14, nhiệm kỳ 2016-2021, thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh. Thiếu tướng Nguyễn Minh Hoàng khẳng định sẽ kế thừa kinh nghiệm các cán bộ đi trước cùng tập thể lãnh đạo Hội cựu chiến binh thành phố đoàn kết dân chủ, xây dựng hội vững mạnh xuất sắc, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Đoàn cán bộ khối cơ quan quân khu 7 do Đại tá Nguyễn Công Anh, Phó chủ nhiệm chính trị quân khu làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Phú Nhuận và Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường 9 quận Phú Nhuận về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Dự kiến quận Phú Nhuận gồm 80 tổ bầu cử và số người tham gia dự kiến từ 1.200 đến 1.360 người, gồm 80 khu vực bỏ phiếu. Phường 9 quận Phú Nhuận gồm 12 khu vực bỏ phiếu. Khối 4 cơ quan quân khu 7 tổ chức 2 tổ bỏ phiếu, gồm tổ 1 là Bộ Tham mưu, Cục Kỹ thuật, tổ 2 là Cục Chính trị, Cục Hậu cần, Công ty Tây Nam và 2 đơn vị thuộc Lữ đoàn 23 và Lữ đoàn 26 đóng quân trong căn cứ Trần Hưng Đạo. Tại buổi làm việc, hai đơn vị đã trao đổi thống nhất các nội dung, kế hoạch đảm bảo cho công tác bầu cử, lấy ý kiến cử tri đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố, tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri nơi cư trú, lập và niêm yết danh sách cử tri, công tác thông tin tuyên truyền trong bầu cử. Đoàn Kinh tế Quốc phòng 778 tổ chức sơ kết và ký kết chương trình phối hợp với các đơn vị kết nghĩa nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả công tác dân vận trên địa bàn.
Năm 2020, hoạt động kết nghĩa giữa Đoàn Kinh tế Quốc phòng 778 với Bệnh viện Nhân ái, Cơ sở cai nghiện ma túy, Bảo trợ xã hội Phú Chăng, thành phố Hồ Chí Minh, Điện lực huyện Bù Gia Mập và Ban Quản lý vườn quốc gia Bù Gia Mập được thực hiện phong phú, linh hoạt. Nội dung kết nghĩa được cụ thể hóa thành những chương trình hành động đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần giúp đỡ nhân dân sinh sống trên địa bàn, khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống lâu dài trên biên giới. Bên cạnh đó, đoàn cũng hỗ trợ và phối hợp với các đoàn từ thiện tổ chức tặng quà Tết cho 5 thôn thuộc 4 xã vùng dự án, vận động các công ty thuộc quân khu, các doanh nghiệp trong và ngoài huyện tham gia xây dựng 20 căn nhà tình thương cho đồng bào dân tộc nghèo tại thôn Đắc Á, xây dựng nhà máy ấm công đoàn nghĩa tình đồng đội cho đoàn viên công đoàn và nhà đồng đội cho cán bộ có hoàn cảnh khó khăn của đơn vị với tổng kinh phí gần 5 tỷ đồng. Hoạt động kết nghĩa giữa Đoàn Kinh tế Quốc phòng 778 với là các cái đơn vị bạn như là Bệnh viện Nhân ái, cai nghiện Phú Văn, Vườn Quốc gia Bù Gia Mập thì trong những năm qua thì đã thực hiện rất là tốt và rất nhiều nội dung. Trong đó thì tập trung cái nội dung thứ nhất là đó là tiến hành tổ chức tốt các cái hoạt động về tuyên truyền cho nhân dân, tuyên truyền cho các cơ quan đơn vị về cái tình hình, về những nhiệm vụ quân sự quốc phòng. Thứ hai là chúng tập trung vào thực hiện tốt cái công tác an sinh xã hội. Năm 2021 thực hiện chương trình ký kết hoạt động giữa Ban Chỉ huy quân sự huyện với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Bù Gia Mập, Đoàn Kinh tế Quốc phòng 778 sẽ phối hợp tổ chức phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh cho chức sắc chức việc tu sĩ Phật tử, xây tặng nhà tình thương, khám bệnh, cấp phát thuốc, tặng quà, đón Tết với đồng bào. Những cái công việc mà chúng tôi đang làm để phối hợp đó là xây dựng nông thôn mới, rồi là xóa đói bền vững, xóa nghèo bền vững, rồi là phát triển kinh tế ở vùng đồng bào dân tộc, vùng biên giới để tạo cái sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đó là cái ý nghĩa mà các đơn vị chúng tôi phối hợp để thực hiện. Thông qua lễ ký kết nhằm tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, củng cố và tăng cường tình đoàn kết gắn bó với lực lượng vũ trang huyện và Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Bù Gia Mập, đồng thời phát huy vai trò của tôn giáo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện phát triển kinh tế, văn hóa xã hội trên địa bàn huyện. Tỉnh ủy Bình Dương tổ chức tổng kết 5 năm thực hiện chương trình phối hợp làm công tác dân vận giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Dương giai đoạn 2016-2020. Sơ kết phối hợp các ban ngành đoàn thể của tỉnh với các đơn vị quân đội làm công tác dân vận năm 2020. Công tác phối hợp làm dân vận trên địa bàn tỉnh Bình Dương thời gian qua đã được Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh lãnh đạo chỉ đạo lực lượng vũ trang tỉnh và các ban ngành đoàn thể chính trị xã hội triển khai thực hiện đồng bộ với nhiều nội dung, hình thức phong phú, hiệu quả, kịp thời tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, luật pháp nhà nước tại địa phương, kết hợp chặt chẽ phong trào thi đua quyết thắng với phong trào thi đua yêu nước của địa phương. Các cuộc vận động, các chương trình phát triển kinh tế xã hội, củng cố quốc phòng an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Đặc biệt, phối hợp tập trung cách ly và làm tốt công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn, làm đẹp thêm hình ảnh phẩm chất bộ đội Cụ Hồ trong tình hình mới. Thời gian tới, các đơn vị tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức phối hợp hoạt động trên từng lĩnh vực, theo phương châm hướng về cơ sở, tham mưu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác dân vận trong tình hình mới. Trước hết, đấu tranh mạnh mẽ với những luận điệu chống phá của các thế lực thù địch trong bầu cử Quốc hội khóa 15 và Hội đồng Nhân dân các cấp. Dịp này, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương tặng bằng khen cho 70 tập thể và 105 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp dân vận. Ban Chỉ huy Quân sự huyện Châu Đức tổ chức hội nghị ký kết chương trình phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện giai đoạn 2021-2025. Theo nội dung ký kết, Ban Chỉ huy Quân sự huyện cho Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện phối hợp thống nhất triển khai nội dung bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho tăng ni Phật tử, tu tập sinh, thông tin đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tình hình quốc phòng an ninh và thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch trong tình hình hiện nay. Tuyên truyền vận động thanh niên Phật tử chấp hành thực hiện tốt luật nghĩa vụ quân sự, luật dân quân tự vệ và luật dự bị động viên, làm tốt công tác dân vận chính sách cho các đối tượng trên địa bàn. Thông qua ký kết nhằm tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết gắn bó cho lực lượng vũ trang huyện với tăng ni Phật tử,
góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện phát triển kinh tế, văn hóa xã hội tại địa phương. Sư đoàn 5 và Lữ đoàn 77 Quân khu 7 tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện chỉ thị 47 ngày 8 tháng 1 năm 2016 của Tổng cục Chính trị về tổ chức lực lượng chống quan điểm sai trái thù địch, cơ hội chính trị trên không gian mạng, trong quân đội và một năm thực hiện đề án 47 của quân khu. Trong 5 năm qua, Đảng ủy Sư đoàn 5 và Lữ đoàn 77 thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, nắm chắc tình hình hoạt động giáo dục, hướng dẫn cán bộ đảng viên và quần chúng, nâng cao nhận thức về mọi mặt, tích cực viết bài, đưa tin, bình luận, chia sẻ, đấu tranh, phản bác những quan điểm sai trái, phản động trên không gian mạng, sát với tình hình nhiệm vụ của đơn vị. Trong thời gian tiếp theo, Đảng ủy Sư đoàn 5 và Lữ đoàn 77 tiếp tục xây dựng hướng dẫn, phân công các thành viên trong lực lượng, đấu tranh trên không gian mạng, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy chính quyền địa phương, đơn vị kết nghĩa, nắm tình hình, định hướng thông tin, xây dựng tổ chức lực lượng tuyên truyền, đấu tranh trên mạng xã hội, đạt hiệu quả ngày càng cao hơn. Đồng Nai là địa phương có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao với nhiều khu công nghiệp, thu hút nhiều nhà đầu tư nước ngoài. Với sự đột phá sáng tạo, Đồng Nai đã xây dựng và nhân rộng mô hình trung đội dân quân thường trực khu công nghiệp, mang lại hiệu quả thiết thực. Từ ngày thành lập trung đội dân quân thường trực khu công nghiệp Biên Hòa 1 và 2, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại khu công nghiệp có sự chuyển biến, kịp thời xử lý hiệu quả các hành vi xâm hại đến con người, bảo vệ tài sản nhà nước, doanh nghiệp, người lao động, xây dựng môi trường làm việc ổn định, tạo được sự an tâm cho người lao động và các nhà đầu tư. Để xây dựng lực lượng dân quân thường trực khu công nghiệp đi vào hoạt động hiệu quả, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh làm tốt công tác tuyển chọn, ưu tiên lực lượng dân quân địa phương có lý lịch, trình độ, sức khỏe tốt theo đúng quy định của luật dân quân tự vệ. Mỗi trung đội dân quân thường trực khu công nghiệp được đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ huy, quản lý trực tiếp của Đảng ủy, Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện và cùng với cán bộ trung đội dân quân thường trực khu công nghiệp chỉ huy, duy trì hoạt động của đơn vị. Tổ chức tập huấn luyện các phương án bảo vệ mục tiêu, trụ sở, phương án phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, cháy nổ, nguyên tắc, nhiệm vụ trong phòng chống bạo loạn, phối hợp ngăn chặn, đình lãng công, đồng thời đảm bảo tốt vật chất, trang thiết bị và chế độ chính sách cho các lực lượng. Chúng tôi thường xuyên huấn luyện, tổ chức cho anh em huấn luyện những cái bài như là phòng chống bạo loạn trên địa bàn, mục đích là cho anh em nắm vững cái hoạt động cũng như là phương thức hoạt động của bài giảng và giúp anh em hiểu rõ thêm được là bài giảng cần phòng chống cần những gì và bảo đảm những gì. Khi sự cố xảy ra trên địa bàn của khu công nghiệp thì các anh em kịp thời đáp ứng và cũng như bảo đảm an toàn về quân số và hoàn thành tốt nghĩa vụ và nhiệm vụ được giao. Với phương châm vững mạnh rộng khắp, lực lượng vũ trang tỉnh Đồng Nai đã tham mưu xây dựng lực lượng dân quân tự vệ trên địa bàn, bảo đảm số lượng, nâng cao chất lượng. Từ sự quan tâm của cấp ủy chính quyền địa phương và cấp trên, sự nỗ lực chủ động của lực lượng vũ trang tỉnh, lực lượng dân quân tự vệ có nơi sinh hoạt, học tập, công tác ngày càng khang trang, chú trọng bồi dưỡng, nâng cao nhiệm vụ chuyên môn để tham gia xử lý tốt các tình huống về an ninh trật tự. Mô hình trung đội dân quân thường trực khu công nghiệp đã nhận được sự đồng tình, đánh giá cao của cấp ủy chính quyền các địa phương trên địa bàn quân khu. Đây là một trong các đề án quan trọng mà Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu đang đẩy mạnh thực hiện. Thực hiện khâu đột phá theo nghị quyết Đại hội Đảng bộ quân khu là nâng cao chất lượng công tác quân sự quốc phòng địa phương, tập trung xây dựng lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh ngay từ cơ sở. Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu đã cùng với thường trực các tỉnh ủy, thành ủy, ủy ban nhân dân, các tỉnh, thành phố, lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp, không ngừng nâng cao chất lượng toàn diện, lấy chất lượng, xây dựng chất lượng vững mạnh về chính trị làm cơ sở, tập trung huấn luyện, nâng cao nghiệp vụ về quân sự, quốc phòng, bảo đảm đầy đủ mọi mặt cho dân quân tự vệ hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ, luôn sẵn sàng chiến đấu, phục vụ chiến đấu, bảo vệ địa phương, cơ sở, cơ quan, tổ chức.
Từ hiệu quả mô hình trung đội dân quân thường trực khu công nghiệp, trong thời gian tới, quân khu 7 tiếp tục triển khai thực hiện và nhân rộng ở các địa phương có tốc độ phát triển công nghiệp cao, huy động sức mạnh tổng hợp của các hệ thống chính trị, chăm lo xây dựng lực lượng dân quân vững mạnh, tổ chức tốt tập huấn, huấn luyện, mua sắm phương tiện, công cụ hỗ trợ và bảo đảm các chế độ chính sách đối với lực lượng dân quân thường trực. Kịp thời điều chỉnh và ban hành quy chế phối hợp giữa quân đội, công an, dân quân, tự vệ sát với tình hình thực tế của địa phương, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng dân quân thường trực khu công nghiệp, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi thu hút đầu tư, phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh. Kính thưa quý vị và các đồng chí, chương trình truyền hình Quân khu 7 kỳ này đến đây là kết thúc. Quý vị và các đồng chí có thể xem chương trình tại địa chỉ website www.baoquanhkhu7.vn. Xin chào và hẹn gặp lại.